Theo tổ chức từ thiện Rosira Research có trụ sở tại Mỹ, Anna Rochelle, 19 tuổi, cô gái được mệnh danh là người phụ nữ già nhất châu Á, đến từ Philippines đã qua đời vào tuần trước, để lại nhiều niềm tiếc thương cho những người luôn yêu mến và ngưỡng mộ nghị lực sống của cô. Từ khi mới lên 5 tuổi, Anna đã được chẩn đoán mắc hội chứng Hutchinson-Gilford, lão nhi, khiến cơ thể lão hóa nhanh gấp 8 lần người bình thường. 2 năm trước khi Anna qua đời, các bác sĩ từng nhận định dù mới 17 tuổi nhưng cô có vẻ ngoài như một cụ bà 136 tuổi với những nếp nhăn khắp cơ thể. Vậy nhưng, vượt qua mọi khó khăn, Anna đã sống một cuộc sống dù ngắn ngủi nhưng thật trọn vẹn. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18, Anna đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật với chủ đề công chúa. Xuất hiện trong bữa tiệc, Anna khoác lên người những bộ váy xòe vô cùng nữ tính và vui đùa với mọi người. Theo tổ chức Progeria Research, hiện nay trên thế giới có 80 trẻ em được ghi nhận mắc chứng bệnh lão nhi, trong đó ở Philippines chỉ có 2 trường hợp, và Anna là trường hợp đặc biệt khi có thể sống tới 19 tuổi, bởi trung bình tuổi thọ của những người mắc hội chứng lão nhi chỉ là 14 tuổi.